Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video tiếp theo của mình trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn, bà con, kiều bào một cái câu chuyện mà có lẽ rất là nhiều người sau khi mà đi qua Mỹ định cư thì quý cô bác anh chị cũng phải hết sức lưu ý nha quý vị. Bởi vì nếu như quý cô bác anh chị không biết điều này, có lẽ quý vị anh chị và các bạn sẽ phải hối hận rất là nhiều nha quý vị. Và trước khi chia sẻ cái câu chuyện này thì mình muốn hỏi quý cô bác anh chị, đó là thường thì những người Việt bắt đầu qua Mỹ định cư người ta hay làm nghề gì nhất? Hầu như ai cũng trả lời đó là làm nghề nail. Vậy thì làm nail thì như thế nào? Và thực sự với những người mới qua bên Mỹ làm nail thì phải có những cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề thuế má hoặc là khai báo như thế nào để không bị của anh chị bị phạt nha quý vị. Và thực sự thì trong cái video ngày hôm nay thì một cái câu chuyện mà có lẽ cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi quý vị. Và số liệu thì nó cũng có một số số liệu anh chị các bạn và có một số câu chuyện á, thì câu chuyện hôm nay thì mình kể của anh chị các bạn đã xảy ra rồi, có thể là một số liệu nó hơi cũ xíu ha, cô chú anh chị các bạn xem xét, của anh chị có thể tham khảo thêm ha. Thì mình xin được chia sẻ cái câu chuyện như sau quý vị. Thì theo tạp chí Nail á, ngành làm nail á tại Hoa Kỳ á là một kỹ nghệ có doanh thu khoảng 8,2 tỷ đô một năm. Tính đến cuối năm ví dụ như 2015 đi, thì trong số khoảng 350.000 thợ làm nail trên toàn nước Mỹ á, thì người Việt Nam chiếm tới 51%. Riêng tại California thì tỷ lệ người Việt trong giới làm nail lên đến 80%. Với cái lợi tức trung bình là 650 đô một tuần, cộng thêm khoảng 135 đô tiền tip, thì ngành nail dễ kiếm tiền. Điều kiện làm việc tương đối thoải mái, không tốn thì giờ học nghề lâu mà cũng không đòi hỏi phải rành tiếng Anh nha quý vị. Ngành nail thu hút rất là nhiều người Việt mới đến Mỹ. Sau khi làm thợ một thời gian, nhiều người mở tiệm rồi tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình bằng công việc giúp khách hàng vừa làm đẹp vừa tìm những giây phút thoải mái, trong khi tại tay chân mình thì được chăm sóc. Vì chỉ cần một khóa học nail thôi, vài tháng thôi là chúng ta lấy bằng xong là có thể đi làm được ngay nha quý vị. Nhiều thợ nail Việt Nam mới qua bên Mỹ đã có việc làm ở những tiệm do người Việt làm chủ. Khách hàng cũng phần đông là người Việt nên có ít điều kiện hội nhập vào xã hội Mỹ. Kết quả là cho dù tay nghề rất là vững và rất là cao nhưng họ vẫn mù mờ về luật lệ thuế và không hiểu mình làm việc với tư cách là nhân viên tiệm nail hay là người làm việc độc lập. Lại càng không hiểu những cái mẫu đơn như là W2 1099 là gì. Sự mù mờ này đôi khi khiến họ phải gặp rắc rối với sở thuế. Như câu chuyện rất tiêu biểu của bà Loan Phạm, 45 tuổi, một thợ nail hiện đang làm ở Long Beach Oleophanel, thành phố Long Beach, California. Kể cho phóng viên biết, từng bị hú hồn với IRS này, bà Loan hồi tưởng chuyện cũ. Vừa qua Mỹ được vài tháng, tôi đã đi học làm nail ngay. Ở Mỹ chưa đầy một năm đã đi làm. Tôi có biết cái gì đâu về thuế má. Ông xã tôi thì cũng mới qua. Tuy ông biết tiếng hơn tôi, nhưng cũng đâu rành hơn. Khi được mướn, người chủ tiệm cũng là người Việt, nói là sẽ không trừ thuế gì cả. Thế là tôi mừng húm, tưởng là mình khỏi phải lo đóng thuế chứ, ai ngờ. Hồn nhiên như thế vài năm, bỗng một hôm
vợ chồng bà nhận được giấy từ IRS đòi phải đóng thêm 9.759 đô la tiền thuế cộng với hơn 2.000 đô la tiền phạt và tiền lời vì đã không khai lợi tức khoảng 56.000 đô la bà kiếm được từ tiệm nail trong vòng 2 năm bị kiểm toán. Tính theo hai mẫu 1099 chủ tiệm gửi cho IRS. Cuối cùng, bà Loan trở lại tiệm nail đầu tiên mình từng làm việc, hỏi người chủ cũ là con số 56.000 đô ở đâu ra. Thì bà được chủ giải thích, ồ, đó là tiền chị kiếm được mấy năm đó. Tôi phải gửi mẫu 1099 cho IRS, cũng có gửi bản sao cho chị mà. Bà Loan thú nhận không nhớ rõ có bản sao mẫu 1099 này hay không. Có thể nhận mà đọc không hiểu gì, rồi bận rộn bỏ mất cũng không chừng. Hồi đó, chị nói không trừ thuế gì tôi hết. Bà Loan kể, mình đã hỏi người chủ cũ và được trả lời rất tỉnh bơ. Tôi không trừ thuế khi trả tiền lương cho chị, nhưng cuối năm chị phải khai thuế với IRS chứ. Chuyện thuế với IRS chị tự phải lo chứ đâu liên quan gì đến tiệm. Cũng may nhờ một người quen giới thiệu đến một dịch vụ khai thuế chuyên phụ trách những hồ sơ bị IRS kiểm toán. Sau khi được giúp thì dịch vụ này đã khai giúp những phí tổn hành nghề cho số tiền nợ bớt đi, rồi giúp xin ký thỏa thuận trả góp số tiền thiếu thuế hàng tháng cho IRS. Vợ chồng bà mới tay qua nạn khỏi. Qua kinh nghiệm thương đau này, bà Loan cho biết bây giờ hai vợ chồng bà dành 6 câu rồi. Giờ đi làm ở đâu, tôi cũng đòi chủ làm cho W2 cho xong. Bà kể. Làm W2 thì trong năm khi lãnh lương thì bị ít đi, nhưng tôi lương bao 700 đô một tuần thì lãnh được khoảng hơn 500 đô vì bị trừ hết tiền này tiền kia. Như vậy cho chắc ăn. Cuối năm khỏi lo nghĩ, bà Loan khẳng định rồi nói thêm. Chú khai thế, chú nói phải làm W2 thì khi về hưu mới có tiền già. Cái vụ này tôi chưa hiểu rằng lắm, nhưng bị 1099 một lần, bây giờ tôi tận tới già. Kinh nghiệm của bà Lan khá là tiêu biểu cho những người thợ nail Việt Nam. Nhiều người chỉ biết đi làm nhưng không biết rằng trước mắt sợ thế họ là nhân viên hay là người làm việc độc lập, cũng như sự khác biệt về thuế má giữa nhân viên và làm việc độc lập như thế nào. Trường hợp bà Loan theo bản hướng dẫn trên của Bộ Quan hệ Công nghiệp California, công việc làm nail đầu tiên của bà khi mới đến nước nước Mỹ là làm việc một nhân viên. Và như thế, theo đúng luật của sở thuế, người chủ khi trả lương cho bà phải khấu trừ thuế, rồi nộp số tiền thuế cho chính phủ. Cuối năm phải điền mẫu W2 để gửi cho sở thuế. Thay vì mẫu 1099 MIFC như đã làm. Mẫu W2 sẽ giúp bà Loan biết mình kiếm được bao nhiêu tiền trong năm vừa qua và cũng đã nộp bao nhiêu tiền thuế để khai thuế cho chính phủ một cách chính xác. Kính thưa quý vị, cô chú, anh chị và các bạn vừa được nghe xong một cái tâm sự của một người khi mà qua bên Mỹ sau đó là đi làm nail nha quý vị. Và thực sự nếu như không tìm hiểu những cái ngành nghề mình đi làm cũng như cũng cái khoản thuế phải đóng thì chắc chắn quý cô bác anh chị cũng sẽ gặp rất
là nhiều rắc rối như các cô trong cái video ngày hôm nay nha quý vị. Bởi vì thực tế mà nói á, khi mà chúng ta qua Mỹ rồi thì bất kể ngành nghề gì đi chăng nữa, quý cô bác anh chị cũng phải khai thuế hoặc là phải điền theo mẫu nào đó, để đến cuối năm họ sẽ hạch toán và xem là doanh thu của quý cô bác anh chị như thế nào, rồi có thể là khấu trừ hoặc là phải đóng thuế bao nhiêu nha quý vị. Nếu như mà mình đi làm cho một cái tiệm nail nào đó, chủ tiệm mà người ta cứ úp úp mở mở, thì cuối cùng là mình sẽ phải bị chịu thiệt thòi nha quý vị. Nên tốt hơn là trước khi mà đi làm ở đâu thì quý cô bác anh chị cũng phải tìm hiểu các cái thông tin sao cho nó thật là kỹ lưỡng, tránh những cái trường hợp mà đáng tiếc xảy ra như cái nhân vật trong cái video ngày hôm nay nha quý vị mình chia sẻ. Thì thực sự thì cũng chưa có gì đáng nghiêm trọng cả, nhưng mà khi quý cô bác anh chị đi làm vài năm chẳng hạn, rồi sau đó sở thuế người ta kiểm tra và người ta hỏi đến mình, lúc đó thì quý cô bác anh chị sẽ phải đóng những khoản tiền thuế này, rồi cũng như khoản tiền phạt này khá là nhiều. Và thực sự thì ví dụ như mình đóng thuế đều đều thì nó không sao cả, bởi vì đấy là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm. Nhưng mà để lâu về dài chẳng hạn, quý cô bác anh chị đóng một khoản thuế nhiều và tiền phạt thực sự thì nó đó cũng rất là sốt nha quý vị. Bởi vì mình thường mình có thể đóng thuế ví dụ như là 10 20 đồng chẳng hạn, nhưng mà khoảng một thời gian dài thì mình phải đóng thuế cả 100 đồng, cả 200 đồng chẳng hạn, thì lúc đó nó cũng khá là sốt cho cái túi tiền của mình nha quý vị. Và thực sự thì cái số liệu này thì nó cũng khá là lâu rồi quý vị, nó không thể áp dụng đúng trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà cái câu chuyện này muốn chia sẻ cho quý cô bác anh chị, nhất là những ai mà mới qua Mỹ thì phải tìm hiểu sao cho nó thật kỹ các cái mẫu đơn chứng từ để chúng ta có thể kê khai thuế cho thật là hợp lý nha quý vị. Tránh những cái trường hợp mà mình nói chung là liên quan đến vấn đề pháp luật thì nó cũng không hay lắm nha quý vị. Thì không biết thì nội dung trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho quý cô bác anh chị, thì quý cô bác anh chị cảm thấy nó như thế nào? Ai đã từng rơi vào phải cái trường hợp này thì quý cô bác anh chị có thể comment bình luận bên dưới cái video. Còn cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin phép tạm dừng ở đây. Xin kính chúc tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn có sức khỏe bình an và một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn ở video tiếp theo. Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video tiếp theo của mình trong ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì muốn chia sẻ đến quý vị, cô chú, các bạn một cái câu chuyện về những cái vấn đề mà giữa chủ tiệm nail và thợ làm nail luôn là những vấn đề mà quý cô bác anh chị các bạn, bà con kiều bào rất là quan tâm, và con gốc Việt mình ở Mỹ cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này. Nếu như chủ tiệm nail tốt thì thợ sẽ gắn bó rất là lâu dài và có những cái chế độ ưu đãi tốt, và nếu như chủ không tốt thì chắc chắn thợ sẽ tìm một cái chỗ khác để có thể mưu sinh, để có thể làm việc. Nhưng nếu như chủ mà lại ngược đãi đối với nhân viên thì kết quả nó sẽ như thế nào, ra làm sao? Chắc hẳn quý vị anh chị các bạn cũng đã đoán được một phần đúng không ạ? Và trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ một vài cái trường hợp mà chủ tiệm nail đối đãi ngược đãi với cả lao động và kết cục của họ nhận được là như thế nào. Chủ một tiệm nail ở Mỹ đã bị kết án 15 năm tù vì đánh đập, cưỡng bức lao động và buộc nhân viên ký giấy nợ giả lên đến 180.000 đô la. Theo VNC News, tòa án bang North Carolina của Mỹ ngày 15 tháng 6 vừa qua
đã kết án 15 năm tù giam đối với Lương Thùy Tiên, chủ tiệm làm móng Luxury Now Salon ở thành phố Davidson. Nạn nhân của Lương là một công dân Mỹ từng sống ở Việt Nam và hầu như không nói được tiếng Anh. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, Lương đã có hành vi cưỡng ép và đe dọa để buộc nạn nhân phải làm việc tại tiệm nail của mình. Tại tiệm nail, nạn nhân làm kỹ thuật viên chăm sóc mắm và móng, và người này thường xuyên bị Lương hành hạ về thể xác cũng như tinh thần. Lương đã đánh nạn nhân bằng kìm cắt da và giũ bóng tay và chổi. Lương cũng đã đe dọa hủy hoại thanh danh của nạn nhân bằng cách tiết lộ những thông tin có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa nạn nhân và gia đình. Chủ tiệm nail cũng đã tạo ra, thậm chí đã tạo ra một cái hợp đồng vay nợ giả, trong đó quy định nạn nhân phải làm việc tại tiệm nail để trả số tiền 180.000 đô la. Năm 2018 thì Việt Lương đã đánh đập nạn nhân bị vỡ lở và cảnh sát đã vào cuộc, và chủ tiệm nail đã vào cuộc, một người chủ tiệm nail và một người đàn ông tên là Lip đã bị bắt. Thì ban đầu á thì Lương bị buộc tội buôn người, và sau khi có thêm các tình tiết mới thì Lương bị buộc tội cưỡng bức lao động nạn nhân. Thì ngồi bản án 15 năm tù, Lương phải trả 75.000 đô la tiền bồi thường cho nạn nhân. Đây là cái trường hợp đầu tiên để gửi đến tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn. Và cái trường hợp thứ hai đó là hai chị em chủ tiệm nail đã bị phạt tù vì bóc lột sức lao động của người họ hàng. Thì hai chị em này là chủ tiệm nail gốc Việt đã bị phạt tù vì bóc lột sức lao động của người họ hàng và thậm chí còn giấu thẻ xanh của nạn nhân để bắt người này làm việc không lương cho họ. Hôm thứ ba ngày 26 tháng 4 vừa qua, quý vị, thì hai chị em người gốc Việt cũng đã bị tòa án tuyên án 3 tháng tù giam vì tội bóc lột sức lao động của một người họ hàng và tổ chức đám cưới giả để lấy thẻ xanh. Danh tính của hai chị em này là bà Cindy Mỹ Dung Lưu 55 tuổi và ông Jackson New 47 tuổi. Họ đều ở thành phố San Diego, tiểu bang California, và cùng điều hành một tiệm nail. Theo cáo trạng, họ đã nhận giúp đỡ một người bà con ở độ tuổi sinh viên từ Việt Nam mình để sang Mỹ học nghề nail. Tuy nhiên, theo công tố viên thì nạn nhân bị họ bắt làm 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, và còn bị dọa tước thẻ xanh và phải đưa hết tiền lương cho họ. Luật sư Robert cho biết chuyện nạn nhân mà tạm gọi là danh tính là LX được hai người bạn cung cấp cho đội chống buôn người vào năm 2019. Năm 2014 thì LX đã đặt chân tới nước Mỹ theo cái diện du học và bắt đầu theo học trường đại học cộng đồng Rodman ở Akron. Thì trong thời gian theo học thì cô đi làm thêm cho gia đình người họ hàng và lấy được chứng chỉ hành nghề làm nail. Đến năm 2015 á, thì cô LX đã tổ chức đám cưới giả với một người họ hàng khác của ông Jackson New để được cấp thẻ xanh. Đến tháng 3 năm 2019 thì thẻ xanh của cô LX được gửi đến nhà, nhưng ông Jackson là người nhận và đã giấu chiếc thẻ đó. Ông Jackson Liu và bà Sunny đã dùng chiếc thẻ xanh để uy hiếp LX, bắt cô làm việc tại hai tiệm nail của họ như nô lệ và cấm cô giao tiếp với người khác,
và còn đe dọa sẽ nói xấu cô với gia đình ở Việt Nam. Sau khi lục soát nhà cửa của ông Jackson Niu và bà Cindy ở Terra Santa, San Diego vào tháng 6 năm 2019, thì đội chống buôn người đã thu giữ được 300.000 đô. Nhưng theo luật sư bào chữa cho hai bị cáo, thì số tiền đó là họ dành dụm để mua đất chôn cất cho cha mẹ của họ. Sau sự việc trên, thì cả hai bị cáo đã bán hai tiệm nail của họ ở Majestic Nail Salon và Eden Nail Salon. Anh bà Cindy thì giờ làm thợ nail, còn ông Jackson Niu thì làm thợ sửa xe. Còn cô Lợi Ích cũng đã không còn liên lạc với họ và đã tốt nghiệp đại học UC David. Quý vị, cô chú, anh chị, các bạn cũng vừa nghe được xong hai cái trường hợp mà thực sự là ngược đãi đối với nhân viên, quý vị rất là đau lòng. Thì thực sự của anh chị các bạn, luật pháp ở Mỹ thì người ta cũng rất là nghiêm. Ví dụ như có những cái trường hợp mà mình thấy cũng như ở Việt Nam thì mình thấy cũng khá là bình thường, nhưng mà thôi, nhưng mà ở Mỹ thì nó lại là một cái trường hợp, nói chung là luật pháp của họ như vậy rồi thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Ví dụ như có một cái trường hợp là một chủ tiệm nail có một người con gái là 9 tuổi đi. Người con gái 9 tuổi thì mới gọi là ra giúp đỡ mẹ thôi, và hoặc là làm những công việc nhỏ nhặt ở trong tiệm nail thôi, nhưng mà bị khách hàng người ta khiếu nại và kiện cô này là bắt trẻ em dưới 9 tuổi lao động. Và thực sự thì nếu như quý cô bác anh chị các bạn thấy ở Việt Nam thì con cái giúp cha mẹ đó là chuyện bình thường, đúng không vị? Và giúp những cái việc lặt vặt đó là chuyện bình thường, nhưng đối với ở nước Mỹ thì người ta lại coi đó là một cái chuyện gọi là vi phạm pháp luật nha quý vị. Nói chung là chúng ta ở đâu thì chúng ta phải tìm hiểu các cái quy định, các thông tin quy định của đất nước đó thật kỹ quý vị. Và hoặc là mấy chủ tiệm nail chỉ cần mà đối xử với nhân viên không ra gì, quát mắng chửi bới, bởi có khi là họ có thể nghiện ngược lại nghe quý vị. Và thực sự thì ở Mỹ á, thì có những cái tiệm nail người ta nói chung là rất là thiếu vắng nhân viên, đôi khi người ta còn phải nịnh nhân viên nữa nha quý vị, rồi mong nhân viên gắn bó với họ lâu dài. Họ chỉ sợ là nhân viên của họ đến một ngày nào đó tích được nhiều kinh nghiệm rồi có đủ số tiền, lúc đó thì nhân viên của họ sẽ đi ra ngoài và có thể tự mở một cái tiệm nail riêng của họ nha quý vị. Với còn lại với những cái trường hợp mà còn lại chúng ta đối xử ngược đãi như thế này thì có lẽ cũng không còn xa lạ với rất là nhiều quý cô bác anh chị các bạn. Nếu như ai đã từng ở bên Mỹ và cũng đã từng đi làm nail và cũng đã từng nghe rất là nhiều các câu chuyện như thế này, đúng không vị? Và trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến quý vị cô chú anh chị các bạn một vài cái câu chuyện như thế này thôi, thì quý vị cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo. Và cũng như cái vấn đề những người chủ đối đãi với nhân viên không tốt chẳng hạn, thì chắc chắn thì cũng sẽ có một ngày kỳ cảnh sát người ta đến và người ta điều tra hoặc là phải vào tù nha quý vị. Và đây là hai cái trường hợp mà mình muốn nêu ra trong cái video ngày hôm nay. Thì không biết quý cô bác anh chị các bạn khi mà biết được những cái câu chuyện nào nó tương tự như thế này hay không, thì quý vị cô chú anh chị các bạn có thể chia sẻ và comment ở bên dưới video này nhé quý vị. Thì cái video tới đây thì mình cũng xin phép tạm dừng ở đây và cũng xin kính chúc tất cả các quý vị cô chú anh chị các bạn có sức khỏe bình an ha, và một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.